Facebook đã sẵn sàng ra mắt ví tiền điện tử. Hai ông lớn mạng xã hội Facebook và TikTok có động thái gia nhập nhiều hơn vào thị trường tiền điện tử và blockchain. Thông báo mới nhất, ngày hôm nay nhà sáng lập dự án điện tử riêng của Facebook, David Marcus, đã thông báo rằng ví tiền điện tử Novi của Facebook đã sẵn sàng ra mắt sử dụng trên thị trường. Theo đó, ví tiền tử Novi sẽ được tích hợp các ứng dụng Facebook và được tiết lộ là ví tiền tử dễ dàng tương tác cung cấp các khoản thanh toán cá nhân trong nước và quốc tế miễn phí cho bất kỳ ai sử dụng ví Novi. Ngoài đó, và cho biết các doanh nghiệp nhỏ chuyển tiền trong nước và quốc tế và cách nhanh chóng với mức phí phù hợp. Marcus cho biết gần như mọi tiểu bang ở Hoa Kỳ như đã cấp giấy phép bảo đảm Novi và ít phê duyệt hoạt động theo quy định. Facebook trước đó cũng đã từng ấp ủ nhiều dự định với dự án điện tử Libra hiện tại là Diem từ năm 2017. Nhưng cho tới hiện tại vẫn chưa có tiết lộ rõ ràng nào về kế hoạch phát hành này. Bên cạnh Facebook, vài ngày trước mạng xã hội TikTok cũng đã đưa ra thông báo rằng họ theo các dự án điện tử Audius để thiết lập nền tảng âm nhạc trực tuyến có tên là TikTok sao cho phép chia sẻ rộng rãi tới người dùng mà không bị bó buộc bởi các quy định về bản quyền. Động thái này của TikTok đã giúp audio nhanh chóng tăng trưởng hơn 160% và những thông tin chi tiết chưa được rõ ràng.